chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của cành cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta khi linh hồn được thiết lập trong cơ thể vật chất tức là khi nó tạo ra bản sắc trần thế còn được gọi là bản ngã thì có một giai đoạn mà nó bắt đầu trải nghiệm cuộc sống ở dạng vật chất thông qua bản sắc này trong suốt thời thơ gấu các mẫu hành động cơ bản của chúng được ghi lại nền tảng chủ yếu là mối quan hệ của chúng với cha mẹ trong video này bạn sẽ tìm hiểu về những trụ cột của một mối quan hệ thành công với bản thân đó là sự chấp nhận bản thân tập trung vào nội tâm chăm sóc bản thân tìm kiếm mục tiêu cuộc sống lòng tự trọng phát triển tiềm năng sự tự tin và tính nhất quán của bản thân bản ngã tìm kiếm sự độc lập bản sắc riêng và sự tương tác của một người với những người khác bằng cách tham gia vào nhiều loại mối quan hệ khác nhau mặt khác sự độc lập bao gồm vì xa cách cha mẹ tạo ra một mối quan hệ yêu thương và hòa nhập với các nhóm xã hội khác nhau tuy nhiên tương tác với thế giới bên ngoài mang nhiều nguy hiểm cho tâm hồn bản ngã mới hình thành rất mong manh do đó nó chịu nhiều ảnh hưởng và biến đổi hơn nữa trong quá trình hòa nhập với những người khác những người bạn dành thời gian bên cạnh có tác động rất lớn đến bạn và hạnh phúc của bạn cũng như quan điểm niềm tin sự lựa chọn và thậm chí cả ngoại hình cách nói chuyện và hành vi của bạn vì vậy quan trọng nhất của giai đoạn này trước hết phải là xây dựng mối quan hệ với bản thân tức là hòa nhập bản ngã với linh hồn nếu không quá trình xây dựng các lớp của bản ngã bắt đầu theo thời gian dẫn đến sự tách biệt bản ngã khỏi linh hồn ngày càng tăng và hậu quả có thể rất đau đớn nền tảng của toàn bộ cuộc sống của bạn và mối quan hệ quan trọng nhất mà bạn xây dựng trong cuộc đời mình là mối quan hệ của bạn với chính mình đó là một tình yêu lành mạnh dành cho bản thân đó là cách bạn đối xử với chính mình mối quan hệ với bản thân là một trong những mối quan hệ thân thiết nhất bởi vì chỉ có bạn là người duy nhất bạn có thể nhìn vào bên trong và mặc dù bạn cố gắng kết thân với những người khác bạn không bao giờ biết chính xác điều gì đang diễn ra bên trong họ bạn là trung tâm của thực tại của bạn và bạn là người tạo ra nó và mặc dù bạn không có ảnh hưởng đến các sự kiện và trải nghiệm xảy ra trong cuộc sống của mình nhưng bạn phải chịu trách nhiệm về phản ứng của mình đối với chúng và chúng sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của bạn như thế nào một mối quan hệ lành mạnh với bản thân cần dựa trên những trụ cột chính sau đây từ chấp nhận đó là việc chấp nhận những ưu điểm và nhược điểm của bạn cơ sở của nó là biết chính mình hiểu các hoạt động chi phối các quyết định và hành vi của bạn công nhận tính cá nhân sự độc đáo của bạn và tôn trọng nó khám phá tiềm năng của bạn tìm hiểu về điểm mạnh và điểm yếu giải mã tuổi linh hồn của bạn loại tính cách và hào quang ghi nhận năng lượng nam và nữ của bạn hiểu các mối quan hệ nghiệp áp dụng cho bạn hoặc các hợp đồng linh hồn khác tìm hiểu tính cách tâm linh của bạn xác định các nguyên mẫu của ý thức quần chúng chi phối bạn tập trung vào thế giới nội tâm của bạn chủ yếu là tìm thời gian cho bản thân để có một cái nhìn sâu sắc về nội tâm đó là nhận thức về các quy trình nội bộ của bạn bạn cảm thấy gì bạn nghĩ gì hoặc tại sao bạn cảm thấy lo lắng và sợ hãi nó cũng là để giới thiệu chánh niệm và một số thực hành tâm linh vào cuộc sống của bạn xem xét liệu năng lượng nam và nữ của bạn có cân bằng hay không xác định những nhu cầu nào bao gồm cả những nhu cầu vô thức chăm sóc bản thân quan sát những giấc mơ của bạn kiểm soát suy nghĩ của bạn để trở nên tích cực và thể hiện một cách có ý thức những mong muốn của bạn sử dụng trí tưởng tượng và hình dung của bạn tốt nhất có thể hãy chăm sóc bản thân nhìn vào thói quen ăn uống của bạn và quan tâm đến một chế độ ăn uống lành mạnh cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng làm sạch cơ thể thải độc tố uống đúng lượng nước hoạt động thể dục thể thao làm sạch hào quang của bạn ngủ đủ giấc và thư giãn giải trí thở đúng cách và làm việc trên hơi thở có ý thức tìm mục đích cuộc đời của bạn mang lại ý nghĩa cho cuộc sống và công việc của bạn tìm kiếm sứ mệnh cuộc sống của bạn và phát triển tài năng và niềm đam mê của bạn lòng tự trọng đó là sự đánh giá giá trị của bạn được xây dựng dựa trên sự chấp nhận bản thân không so sánh bản thân với người khác nó công nhận niềm tin của bạn về bản thân về ngoại hình và thái độ sống của bạn nhận ra vết thương tâm hồn của bạn nhìn vào mối quan hệ với cha mẹ ghi nhận niềm tin cốt lõi của bạn và mức độ gắn bó với chúng không ngừng phát triển tiềm năng của bạn nó là sự giải phóng những cảm xúc bị chặn trong cơ thể bạn thay đổi thói quen phiền phức của bạn chữa lành đứa con bên trong của bạn loại bỏ niềm tin tiêu cực của bạn và thay thế chúng bằng những niềm tin mới thay đổi thói quen và cải thiện tính cách của bạn không ngừng học hỏi và phát triển tính linh hoạt và thích ứng với các điều kiện bên trong và bên ngoài thay đổi đặt ra cho mình những thách thức mục tiêu và đạt được chúng phát triển bản thân và khám phá tài năng và khả năng của bạn khám phá tiềm năng của tất cả các loại trí thông minh của bạn sự tự tin đó là sự tự chấp nhận suy nghĩ tốt về bản thân nói những gì bạn nghĩ tôn trọng ranh giới của người kia đó là sự chấp nhận và nhận thức về toàn bộ các đặc điểm tính cách và sự tích hợp các năng lượng xung đột của họ hãy tin tưởng vào bản thân nhất quán với chính mình đó là sự tích hợp của tất cả các yếu tố của kênh vừa chia sẻ với nhau sự thống nhất của cơ thể tâm trí và tinh thần hành động phù hợp với niềm tin và giá trị của bạn không phải với tầm nhìn nhu cầu ảnh hưởng hoặc kỳ vọng của người khác thực hiện các cam kết và chịu trách nhiệm về bản thân cảm xúc và hành động của mình làm cho người khác cảm thấy hài lòng với bạn bởi vì bạn cảm thấy hài lòng về bản thân ở mức độ sâu sắc. Mối quan hệ với bản thân giống như bất kỳ mối quan hệ nào khác nên dựa trên tình yêu, tình yêu vô điều kiện dành cho bản thân bạn. Bạn phải tự chữa lành cho mình trên tất cả các cấp độ của sự tồn tại. Không chỉ có bản ngã và hiền thân, mọi khía cạnh của sự tồn tại của bạn cần được giải quyết. Vết thương, tình cảm và niềm tin đã khắc sâu trong tiềm thức cũng như những người thân trong cơ thể bạn bạn phải chăm sóc bản thân một cách toàn diện vì bạn đã chính mình mối quan hệ với bản thân là cơ sở giúp bạn hoạt động tốt và lành mạnh trong xã hội và trong các mối quan hệ với người khác đây là mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời bạn nếu bạn không yêu chính mình bạn sẽ không bao giờ có thể yêu người khác một cách lành mạnh bởi vì xung đột bên trong của bạn sẽ kích động xung đột bên ngoài chất lượng mối quan hệ của bạn với người khác phản ánh sự tiếp xúc của bạn với chính mình. Vì vậy, bạn sẽ không bao giờ tạo được mối quan hệ thỏa mãn với người khác nếu bạn không thể xây dựng mối quan hệ với chính mình. Mối quan hệ giữa hai người chỉ có ý nghĩa nếu mỗi người hài lòng với chính mình bởi vì mỗi chúng ta chỉ chịu trách nhiệm về cảm giác hạnh phúc của chính mình. Chúng ta không thể thay đổi suy nghĩ, nhận thức và thế giới của người khác vì đó là vấn đề cá nhân của họ đây là thực tế của họ không phải của bạn mỗi chúng ta chỉ chịu trách nhiệm cho bản thân và cho những suy nghĩ lựa chọn và hạnh phúc của chính mình tin rằng người khác có thể làm cho bạn hạnh phúc là bạn sẽ đánh mất nền tảng dưới chân bạn ngay khi người đó rời đi và từ đây nó chỉ là một bước dẫn đến thảm họa yêu bản thân là khả năng tạo ra một mối quan hệ lành mạnh với chính mình thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.